Nghe nói cả nhà rất thích ăn xà lách trộn rau củ, nhưng mà cả nhà không biết làm cách nào. Thì thật tình cờ hôm nay mình vừa nghiên cứu ra cái món xà lách rau củ trộn với nước tương cho thêm thịt ba rọi. Thì món này á đơn giản nhưng mà đặc biệt, ăn rất là ngon, vừa thanh đạm và vừa tốt cho sức khỏe. Dành cho những ngày mà cả nhà có tiệc tùng gì, mình thử làm món này đi, mình đãi cho cả gia đình mình cùng ăn, bảo đảm nó sẽ rất là thích luôn. Để làm món này á thì đầu tiên á cả nhà sẽ chuẩn bị cho mình á là thịt heo. Thì cả nhà có thể chọn thịt heo theo sở thích của mình, đùi, nạc, dăm gì cũng được. Trong video mình chọn nạc đùi, 200g nạc đùi và 300g bắp cải, một củ cà rốt, hai củ dưa leo, sau đó nữa là ngò rí, kế tiếp nữa gừng, sau đó nữa là tỏi với ớt. Kế tiếp thịt heo mình sẽ rửa thật kỹ và mình để trong cái chảo, mình cho hành với gừng để thịt luộc thơm ngon. Thì mình sẽ cho gốc ngò rí vào để tạo cái độ thơm của thịt khi mình ăn á cả nhà. Sau nữa mình cho vào bên trong một miếng hạt niêm để khi mình luộc á thì gia vị thấm vào thịt á và sẽ ngon hơn. Và sau nữa mình sẽ đun, trong khi chờ đợi thịt thấm thì mình sẽ cắt cái bắp cải, mình cắt nhuyễn thôi. Sau đó mình để trong một cái thố, mình cho muối vào. Sau đó nữa là mình để nước vào. Mình sẽ chế nước ngập bắp cải luôn. Sau khi chế nước ngập bắp cải xong thì cả nhà sẽ ngâm trong vòng 15 phút. Và 15 phút sau mình sẽ rửa lại thật kỹ với nhiều nước và sau đó vớt ra và để ráo. Kế tiếp nữa, cà rốt thì mình sẽ cắt theo kiểu sợi. Thì mình thấy cắt theo kiểu sợi thì sẽ dễ ăn. Sau nữa là dưa leo cũng cắt sợi luôn, cắt xong để một bên. Kế tiếp là ngò rí, mình sẽ cắt khúc dừa. Sau nữa quay qua thì thịt đó lúc này là đã chín rồi, mình vớt ra ngâm với nước lạnh để cho thịt không có bị đen. Sau đó mình sẽ đem ra và mình sẽ cắt lát. Cắt lát xong mình sẽ cắt ra từng sợi cỡ một đôi đũa. Sau nữa thì mình pha nước sốt. Mình sẽ có tỏi, có ớt. Kế tiếp nữa là ớt bột Hàn Quốc. Sau đó nữa thì mình sẽ chế dầu nóng vào. Và gia vị thì mình sẽ cho vào là nước tương. Sau đó nữa là đường. Kế tiếp nữa là hạt niêm. Tiếp tục nữa là mình sẽ cho giấm đỏ. Giấm đỏ cả nhà có thể sử dụng giấm táo hay là giấm tiêu cũng được nha cả nhà. Và một xíu dầu hào. Tiếp tục nữa để cái món nước sốt của mình nó thơm ngon nữa, cho miếng dầu mè. Sau đó nữa là mình sẽ dùng muỗng khuấy đều lên, khi gia vị tan ra rồi mình để qua một bên. Mình sẽ tiếp tục, mình sẽ lấy một cái thố, mình sẽ để bắp cải vào. Sau đó nữa là cà rốt. Kế tiếp nữa là dưa leo. Sau nữa là mình sẽ để vào là thịt heo. Kế tiếp nữa là đậu phộng rang sẵn, miếng mè rang. Sau đó nữa là ngò rí. Và cái nước sốt hồi nãy mình khuấy lên á là điều rồi đó cả nhà, mình rưới vào hết luôn. Kế tiếp nữa là mình sẽ dùng tay mình sẽ trộn đều lên. Thì thường ở nhà mình á ăn rất là thích ăn xà lách, mà mỗi lần làm cái xà lách mình sẽ làm mỗi vị khác nhau. Do đó hôm nay mình thấy cái xà lách này mình thấy cũng ổn, ăn cũng ngon, nên mình sẽ chia sẻ với mọi người cùng xem. Thì mọi người hôm nào rảnh thì mọi người thử làm nha, theo kiểu của mình. Bây giờ video đến đây là đã kết thúc rồi. Rất mong rằng cả nhà sẽ hài lòng với video này. Hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo nha.